We will not pity the defenseless. Đợi, đợi, đợi. Lên là địt, lên là địt luôn. Thấy đâu là địt đó. Bảo lại. Rồi, 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 rồi. Một người bên em mỗi khi. Mà giờ đây Varun đã chết luôn rồi. Má nó mất cục cứt. Bà mợ mày. Trời ơi, mày làm mày nghĩ tao bị lừa hả? Tao nhìn rồi, tao giả ngu thôi. Tao giả ngu thôi. Đang dưới đèo cái hát hò rồi, cái đầu mất kiệt sức cho cái má mất cục cứt. Chả ngu. Tao nhìn rồi, tao nhìn là mẹ Lucian chứ nó phải Varus. Tính lừa bố mẹ. Đâu có dễ đâu. Thôi đi. Trời, tính lừa tao. Lừa ngài đâu có dễ, ngài cáo lắm. Ngài giờ đéo phải là ngài hồi trước nữa, mày đâu mà lừa. Ra, sao không thấy sao bắn. Né, ra, né, ra. Ôi! Má, cái ông Linh cây kìa. Đừng lo lắng về em khi mà vẫn còn yêu anh. Về rồi. Dễ, về rồi, lê lê lê. Tính ganh anh hả? Trời ơi, không có dễ được cơ. Ồ, ra lê lê, ok, ta lê lê luôn. Giả bộ hộ báo cho tên luôn à. Rồi nha. Xì lô nó lại. Bao nhiêu combo? Combo này. Này. Gần chỗ quá, không dám vô nữa. Ơ cái gì vậy? Sao như tuần? Cảm ơn bạn Vĩnh đẹp trai nữa nha. Sao đâu, sao anh nghe cái cục quyền rồi không như tuần? Rồi không bị tên luôn, what the fuck, bị lỗi à? Pentakill Dia. Đừng để tao dí, tao đấm được một cái nha. Tao đấm được một cái là mày coi chừng tao đó. Ủa e lính hả? What the fuck? Má hàng chó này. Hàng gì độ? Sao tự nhiên nó đi rồi quay quay mà nó. Má chắc già cả rồi, mắt mù rồi. Ôi, hay đó Giang. Trời ơi, Trang không còn là Trang lúng xưa. Xin hãy là Trang của ngày hôm qua. Hay là Trang của ngày hôm qua. Tí nữa anh, bố mày lên Trang này nha. Bố mày là lần còn nói là mới mốt cái gì. Bữa nói gì với cái gì. Cái gì quên cái câu nói là nè. Cái gì quên rồi ta. À đúng rồi. Anh chỉ cần ra đây anh nói một câu muốn tắm chung thôi là em sẽ tắm chung với anh. À, nhớ nha Trang. Tắm chung nha, người ta mặc bikini. Có mặc gì, mấy ghê. Không mặc gì lỡ mày làm gì thì sao? Trời ơi, ta là người làm như vậy sao? Sổ luôn mỏ mày liền. Trang ơi. Chích cha, chích cha, rip, đóng, rip không đóng, chích cha mất rip rồi, ai lên ăn rip đi. Em lên cho. Ok, em lên đi, em ăn rip đi, rip đông quá.
Lên xin. Hay. Bay lên em, W lên. Quay lại luôn em à. Hay rồi. Quá rồi bay. Đi nó đó tới đâu để đó em bay. Đó còn ừ, An được khoảng 5 số con. Trang đánh luôn trời. Sao Trang đánh hay vậy ta? Ui hai bị bất ngờ rồi đó. Đó, thằng Varus mất sức rồi nha con. Tí nữa là khỏi chạy nha con. Thằng này sức thần quá vậy. Chào lên tiếng cái cho anh có niềm tin là anh tin em đánh rồi Trang. Thì em đánh rồi. Trời sao hôm nay em sức thần vậy? Mà tổng kéo với cái quả mà. Thằng nó ghê quá đại rồi. Đéo chơi nó đâu, nó lướt. Anh chơi với thằng chạy bộ thôi. Ok. Rồi mấy đứa chơi, mấy đứa. Anh không muốn tóc biến lên đập chết nó đâu. Đại ra đẹp rồi. Nó dòi mày. Em ơi. Rồi đóng băng mình bắt đầu là đè chỉ số lính đó thôi. Chắc là 34 con mình hơn nó 10 con tính một con là 15 vàng thôi. Thì là mình hơn nó được 150. 150 hiện tại mình hai mạng. 2 mạng là hơn nó 300, có nghĩa là hơn nó 450. Hơn nó 450 với một axit 150 nữa. Là 600 là mình có thể mua được. Quê đâu. Mà mẹ nó cái chuyện tính toán để cho thằng mẹ học. Đạt đau quá, đi về. Đau á. Thằng nó cái giày ninja rồi. Rồi chết luôn nha em. Clip hết tôi rồi. Ai. Ôn đi, lại. Sợ gì? Sợ gì ba thằng, 1 không chọc cũng què. Sợ gì? Sợ đéo gì? Sợ đéo gì? Sợ gì? Ấy. Sợ nó. Sợ thật. Đúng rồi, sợ gì? Chết thôi chứ nó sợ gì? Má thiệt chứ, anh em tặng, anh em nói gì về cái pha vừa rồi đi. Tặng cái câu gì nó đập địa vào. Mẹ gì nam anh hùng. Tại sao tôi lại có thể làm cái pha mẹ loãng nhắc như vậy trời. Sao tôi có thể chết một cái pha mẹ nó tào lao bí đao như vậy. Thề luôn. Thề. Thề luôn. Má ốc chó là có thiệt. Chuyện mẹ rồi, thể hiện với đồng bạc thôi, cái đéo với thể hiện với đồng cao làm gì, đánh có lại rồi đúng không? Đi hành đồng bạc thôi. Đánh ngu thì ở đánh nào rồi, người ta chơi ở đánh đó. Chói rồi. Chói rồi. Tốc biến đi em ơi. Tốc biến đi. Không tốc biến rồi. Không tốc biến, giờ tốc biến là muộn rồi. Sao không tốc biến sớm đi, giờ tốc biến là muộn rồi. Ôi. Thật điện kia cũng ai hi hi theo kìa.
sao để bắn nó vô tường không được. Ôi riết em ơi, ừ hay quá em ơi. Má thì anh quýnh anh thiệt chứ anh nhìn anh ê ê ê anh em có thù quá. Nhìn quánh giống hai em có xu quá, nhiều khi mà làm biến quánh bên em thì chứ quánh thuộc cái tầm gọi là phải liền luôn rồi đó. BK thì mà cái gọi là cái tầm tầm cỡ quốc tế luôn á. Bên em ghê như vậy đó. Là anh cho một đấm nằm sấp lên vây với trẻ nè. Cái gì? Cho một đấm là nằm sấp mấy cho nên mày đụng được anh tóc biến đập tóc biến nó đập phát chết luôn. Okay, mày cầm UD đi hồi ra của tôm cào cái nè tóc biến lên đục thôi mất mặt mày lắm tao không có chơi mặt. Chơi bất công thua rồi mặt mũi mày để đâu nữa anh em tao không muốn làm nhục mặt trước mặt anh em anh không em được. Cỡ e con lính hồi nãy là tại má con người gồng nhắc hoài bởi vậy thì chứ. Đúng rồi, tầm cỡ e lính như vậy là không có đủ tư cách nói chuyện với tao. E là e lính hoàng nha, e lát lính. Chứ phải là e lính không. E lát con lính. Tầm cỡ đó là mày không có tư cách nói chuyện với tao. Dạ. Lại đứng lại con cờ hó này. Ôi 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 này thì đứng lại thấy hai thằng cái quay đầu cho lạnh lòng bỏ đi sao chừng nào đối xử với anh như vậy chơi. Tất nhiên rồi, tất nhiên bảo vệ thằng ngu chi. Mình chỉ thế thôi sao, em phải chết chung đi chứ, nhiều tháng luôn chứ anh chỉ quay đầu lại luôn. Tắm có thể tắm chung được chứ chết không chết chung được. Ác độc thiệt. Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao? Our rage is beyond your control. Cái gì xong? Cái gì xong? Cái gì xong? À, giờ xong chưa? Ôi! Cái gì xong? Cái gì xong? Thì cái gì xong? Tanaga ở đây nhảy lên e. Cái gì xong? Cái gì xong? Cái gì xong? Mày cái gì xong thì? Con e tao nhảy lên luôn. E quá đó chút quà không vậy? Rồi mất thêm thằng này mới xong rồi. Ô không có e lít gì là sống rồi. Anh hành nó thọt đồ quá đó Châu à. Ô thọt mẹ đồ quá 4-4. Nãy là 4-3-2 đồ quá BF cái kia thọt cái quần què. 4-3-2 mày nhìn nó coi nó thọt đồ cái quần què nó thua mày bao nhiêu. Nó thua mày cái gì. Nó dời cái này nha. Nó chỉ thua mày có xíu tiền cái giao điện. Nó thua mày cái quần què nhưng mà thọt. Đó chết rồi. Okay. Mày chỉ lên gì hơn là được cái giao điện kìa. Nó không có mẹ món kia rồi. Cũng lắm hơn cái đam giao điện thôi. Bây giờ sắp đồ thì sao? Ô một pha BK là fucking wow shit. Pha BK đi vào lòn người. Ôi sao mình không rào được vậy ta? Pha BK quý rào mà. Gặp thằng Thi nãy là coi như buông chuột rồi. Giờ gặp mình là quay lại kênh 3 rồi. Mình rào sao nó đéo ai rào luôn rồi. Làm mẹ luôn. Hèn gì mẹ nó. Mình tưởng nó mình cứ tưởng mình đang tàng hình không chứ. Our instincts are razor sharp. Cái lẽ vào UD hả? BK fucking ghê. Sao đánh thế trời? Ô
sorry. I am sorry. Anh chết của em đó. Anh bắn lộn đằng. Thôi đó, thôi. Em hiểu rồi. Sorry. Thôi, không phải thích gì đâu. Hiểu rồi. Anh có bắn đâu. Ok. Không, em đang nói anh đại. Hiểu rồi. Sorry chứ. Giờ ai cố ý đâu. Ôi không, chạy. Ôi sao mà lông dài đấy, làm cái thế. Kiểu thôi, thấy chàng chết cái bấn lọn quá chàng. Không. Ôi giả bộ xúc kìa. Chàng gà chết á, bấn lọn quá. Kéo. Ê nó chạy kìa. Rồi, mở nó chạy được luôn. Bà mẹ nó giờ nhây nhây nó mình thọt dữ rồi ta. Thôi rồi. Té thôi anh em mày. Về. Tham lại rồi. Tham lại rồi. Lấy cái vô cực đi tính tính. Ủa anh em xin làm gì vậy? Lần hồi cho hai hit một thằng hết. Ủa đi tâm hợp là bình thường rồi. Không lấy tâm hợp. Bị bức con golem này nó giảm chí mạng hay gì á nha. Giảm đam chí mạng phải. Golem này giảm đam chí mạng à. Giảm những chiêu con nãy giờ. Giảm phần những cái chiêu phần trăm máu lên đó. I am sorry, nó yêu tôi mà tại sao anh lại đi với thằng khác? Oh yeah, yeah, yeah. Chỉ farm thôi mà. Ôi đâu anh đặt kiệt sức vậy? Bắn nó đại quá, được phát nó đầy má nó chạy kìa. Con có quanh đó, what the fuck. Giật tại này, đâu. Giết nó đi em. Ồ, không giết được luôn hả? What? Bắt thử. Mày giết luôn mày ơi. Mày tính thấy ăn mạng rồi, thấy nó bật cái siêu lên, nó sống cái độ. Ê, sống thôi, thì tao kêu nó giết đi. Tao đã nói gì chưa? Thôi im đi mày ơi. Tao nói gì chưa? Thích. Tao tính chơi, tao tính trước là cái nó sẽ bật cái siêu mà tao nhường cái ông đại rồi. Thôi đi, lên phường. Lên phường đi, tao tính tới cái chuyện nó bật cái siêu rồi, tao sẽ nhường cho ông đại. Nó đam chết rồi sao? Heo đại bà mẹ Việt Nam Hồng tự nhiên nó quay đầu bỏ nó chạy à? Mày không biết tính tao, tao tính cỡ đó. Nãy mày tính mày tao chết đi, mày thấy tao kênh ba không? Mày đâu có hiểu được. Còn nữa đại ơi. Mày đâu hiểu được cái sự tính toán của tao. Mày đừng có tính toán, mày khỏi suy nghĩ nữa, mày đừng vô Sài Gòn nữa. Anh không ở chung với mày đâu, anh tính mày luôn. Ôi. Mới có nhiêu đó mày quay đầu mày bỏ anh em chạy rồi. Anh là người gọi là... Ôi chạy em ơi. Không có gì chính nghĩa. Thôi từ 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 đợi Lee Sin sút nè. Ôi mày thằng Lucian đấy kìa. Chơi đó. Đúng rồi chạy. Ôi Trang đi tới đâu mà bị bỏ rơi tới đó. Quá đấy là phải bỏ rơi thôi chứ không ở lại chơi được rồi. Yeah bên này nữa nè. Em thấy anh đâu có bỏ rơi em đâu Trang. Anh hồi nãy anh đứng anh chờ nữa thấy không.
anh đứng anh chờ lại để bắn mà không ngờ thằng Đại nó lại. No! Rồi, nó hiếp dâm luôn rồi. Đó, để bây giờ nè, cái lúc tỏ sáng là cái người nè, anh hùng. Anh hùng gì chính nghĩa nè. Trời ơi. Trời, anh hùng. Anh hùng. Mày. Trời ơi. Thôi nó mẹ, chúng chắc chết luôn quá. Chúng là bị chết. Ê, chúng vào đó nó bắn chết đi. Chủ bắn nhiệt thôi, nó là... Ê, chúng nó quỳ nghe, vào đó nó quay lại nó bắn. Ê, trời, ba đó quỳ rồi. Tao nói, con leo nè, nó quỳ. Nó e, xong nó quỳ, mày cái choáng vào đó lại nó bắn là chết. E gì nữa? Đâu má bố mày, nó mới e mày, bố mày trong bụi. Con leo nè, hồi nãy nó e hụt cái thay thằng ngu này. Thì nó e thì bị chó chân chủ bắn hết thôi chứ. Ừ, nó quỳ cho một cái, choáng. Ôi ơi, gặp tao rồi, gặp tao rồi, mà tao này leo nào thôi là mày chết rồi, không cần tới thằng Varus. Tao chết rồi nè, vừa lòng mày chưa? Nó e thì bất quá chủ bắn thêm cái thôi chứ làm gì căng, cái e đó nhiều bao lâu. Em đi mày làm tao mà nè, mất tập trung quá tao ơi. Mày phải thấy tao vừa đánh, tao vừa nói, mất tục vô. Bởi vậy cái trình độ chứ có luyện tới cái đẳng cấp đó. Ôi mày chuyên gia đổ thừa tao, mình đang đánh mà nó nói hoài luôn. Mấy cái trình độ á. Nhìn cái trình độ đổ thừa của tao nó khác. Tao vẫn có thể đánh được nhưng mà chẳng qua là mà tất kiếm cái để tao đổ thừa. Bởi vậy tao mới ra để biết đổ thừa. Biết anh ơi, biết anh ơi. Kệ nó, anh đi vào nhà nó. Má thiệt chứ má. Mấy cái gói thằng Long này là đại mua chứ mày hết trơn nè. Mua vô đây thì hút, không có dẹp, biết dọn dẹp, xả rác bừa bãi. Thề đó chứ, vứt cho ba vô lần sao mà có hai cái gói thằng Long bé tí ra cũng kể, thề. Cái gói thằng Long này của ai? Của em mua vào. Ok, vậy ai xả rác? Ôi đẹp. Đông quá. Đông quá. Tao ơi, chạy đại tóc biến lên thì mày chạy hộ nha. Ôi. Đánh hồi thua luôn nè. Thôi vậy đi. Anh cầm bên này từ xưa giờ chưa biết thua là gì. À này tao sẽ lên 100% chí mạng. Nói cây và lời cây mà phải vẫn phải vẫn cười ông thầy kiếm mấy ông nghiêm túc quá thì ông thì cứ vô kênh tôi với cháu nó thiệt luôn á. Nhiều khi bọn tôi ngồi cãi nhau cố tình cãi mà biết cái đó là hai thằng biết tính nha rồi ngồi sủi như chó vậy nó đó là nó chơi gì gì là từ nó chơi không tại mày cãi không lại mẹ chứ còn nó mẹ là cái tội cứt luôn, nó địch mẹ đâu phải là tôi muốn sống chung nữa đâu. Chẳng qua mẹ tại nhìn mặt ngu biết kiếm tiền mẹ sống lợi dụng thôi chứ mẹ thân thích gì với mấy loại này. Nó chẳng qua nó đãi tôi tôi lúc mà tôi bị không có tiền thì nó mua cơm nó định tôi ăn thì tôi mẹ quá thì mình cũng phải. Đồ má đi theo năng để mua nha, đó đéo phải mua cơm mẹ ăn rồi. Mẹ thân thiết gì với cái loại này. Địch u nó luôn. Loại ấy nó ở chung nó nỉ mãi mới mua nha, mà thích là mua nè. Đùa mày. Chẳng qua lợi dụng lẫn nhau. Thấy nó ngu ngu mà nó kiếm tiền giỏi. Đó mẹ lâu lâu lịch rình không chậm tiền nữa. Sai. Lợi dụng lẫn nhau hết trơn á. Trời. Thuộc cái tầm gọi là quốc tế là thuộc cái tầm gọi là quốc tế rồi Châu ơi. BK thì nói gì hơn mà lựa chúng sức khỏe là chào trân trọng nhất. Thôi, đừng
Đừng có phá nhiều quá, phá vậy thôi. Phá quá không được. Đó. Vô kẹt, à quên vô cực rồi. Ui. Má con chó này. Ui. Hai spell luôn. Ui. Người ta phun đầu tới nơi rồi thiệt chứ. Nó tốc biến nó kiệt sức chứ coi không em băm một ngay. Giờ này người ta phun đầu tới nơi rồi. Thằng Nam nếm này đánh giờ đánh. Em hỗ trợ 10 kìa. Anh hỗ trợ 5. Chơi cái mạng của em. Nhưng cái mạng quách là phát nãy giờ mày đi với anh mày toàn ăn không đấy. Ở đâu ta? Em được có 2 mạng kìa anh. Ôi. Ôi nó đấm đầu quá, nó bắn đầu quá. Thôi đừng có phá nhà, vậy thôi được rồi. Phá chết luôn trời. Mày. Ê cho tao hút máu đây. Tao không cần hút máu vậy mày. Ôi trời ơi. Run đi. Run đi. Con Baro nằm phải đứng ngay góc tường này nè, lộn vô cái nó tự bắn. Đó. Này là sẽ giúp mình cái nó bắn đánh nha anh. Chạy. Đấm chết xong chạy. Bây giờ anh biết vì sao gặp nhau bên sâu sông trào. Rồi xài e rồi. Vậy xài e rồi. E. Tiếp theo Titana này là 3 hết. Đôi có phá nhà đâu. Cho nó 3 hit mà nó là mất tiêu rồi. Có đồng đam không? Không. Thế thì em về má la kìa. Em ổ thảo đưa. Em là gái hay trai vậy? Bây giờ mai mà dùng từ má la. Con gái nào mà em xét vậy? Con trai. Anh thích trai em ơi. Anh muốn con gì có con đó kìa. Anh thích con trai. Anh thích có vòi. Ây da, đổ quá. Lạng lách. Ủa là gái hả? Sao nãy giờ tôi mời gái chơi à? Ôi! Mày sao nó đạp nguyên cái đấy của em, nó không xin về gì vậy? Trả lời vô chuyên môn vậy là... Đam em yếu gì vậy? Em có hai... Nó chói rồi em, nó chói rồi thì, và đó nó chói rồi. Mày hả con? Mày hả con? Thôi được rồi, để là anh thằng cho nó đép đi. Nhây lâu lâu một tí nữa. Thằng lại không nổi. Quy một cái kìa. Rồi được rồi, để lại được rồi. Cái kêu của tao mà để cái gì bên ta? Bên ở đâu ra? Rồi đừng có phá nhà lính. Để đấy. Ê đi cho beta này. Em hy sinh cho anh rồi. Hết rồi, hết thời gian rồi. Hết không được. Qua ra còn được. Qua ra mới tính.
Ôi kìa. Dòng thứ này 3 hit là 5. Dòng thứ mày 2 đấm 5. Tốc biến lên. Dòng thứ mày tốc biến lên 2 đấm 5. Nó bên ta đó. Thứ mày là tốc biến lên 2 đấm là 5 thì à. Tốc biến lên 2 đấm 5. Anh nhìn đồ nó đi. Mày tí ra cú tâm luôn, nói nhiều. À, 2 đấm 5. Nói nhiều. Dòng thứ UD. Đấm mày làm gì tao đấm anh cái nào? Cái gì? Mày độ vậy mà đâu đấm tao 2 đấm hả? Em 2 đấm là cái gì? Tụ nghĩ là 1 đấm luôn. Tóc biến lên anh khó. Anh khó cho đéo kịp giải khăn luôn là chết mẹ. Tao để bộ gấu tao khó, tao đéo cần bộ hổ đó. Tao bạch hổ sẵn tao để tao đánh rồi, tao lấy gấu. Tao lấy gấu tao khó cho hai khó rồi nằm. Ôi ôi ôi. Giải đâu mà. Hey. Giải không được đâu. Muốn lấy ví dụ điển hình không? Giải qua đây, tóc biến qua đây, bắn này, bắn này. Thôi thôi cha ơi. Tàng hình, tàng hình. Như giải hơi sớm hay gì vậy? Rồi cạp nó luôn đại, em mạnh mà em sợ gì đó. Mà em hết quả E rồi. Đấm nó, đấm nó. Bắn bỏ mẹ nó, bắn cái nữa là chết rồi. Bắn này luôn. Cố lên. Trời ơi, mới đấm có cái đấm thứ nhất thôi là Chitana gần chết rồi thôi. Con có kỳ quánh chậm đó, em cầm nhiệt huyết chi đại. Nhiệt huyết yếu. Có kỳ đó, không có lên nhiệt huyết đâu, có kỳ cầm ý chỉ. Em đi mang ý chỉ. Một ý chỉ, hai là còn huyết. Xung kích cũng được, xung kích mạnh á, cùng quyết mạnh. Xung kích cũng được. Có cái mày đam cái mày bắn cái mày lên mày bắn nữa. Mày có tốc độ. Xung kích cũng được. Xung kích ý chỉ cũng được. Xung kích lấy cái xuyên đôi. Kích thì tao lấy quyền năng á, cùng quyết ngon hơn. Xung kích tăng được liên tục. Cùng quyết phải tăng liên tục ông nội ơi. Xung kích lấy... mà tăng nó tăng lâu. Tăng 4 giây mà giảm slow nữa, lấy cái xuyên đôi nữa. 2 giây. Cái đi đâu được 2 giây, 0.75 giây. Không làm gì à? Được thôi, ăn gian được thôi làm căng. Bố thích nó 2 giây đó rồi sao? Thích gì? Địch u mày, qua đây. Thì chiếc vỏ mày đi đăng ký, mày đi đăng ký tập cho ơi. Ok, bên ta cái nè, từ từ bên ta nè. Ui, đâu đua bên thôi. Bên ta bên mày 2 km thôi có cái gì mà thằng này còn tay luôn vậy anh đấm bằng vỏ gấu thôi bắn ông chí mạng kìa thôi ẹn đi hết vui rồi nên em xin trở về kìa vẫn còn dây 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 về chán về dây chán ơi. Đi xin bỏ về là về. Thảo Devi, cái thằng này con trai ấy. À đúng rồi, anh Baron với lại anh đấy đi. Ê. Em là chưa trả lời. Trai OG. Đưa số điện thoại gọi liền. Ra solo Baron, ra solo Baron đây. Baron cứt heo. Con cà. Anh nghĩ là gì? Im luôn. Anh thích hỏi hay lỗ. Thôi đéo hỏi nữa. Không má, không đúng là con này đéo cần dài luôn, giờ chạy liên tục 500 mấy cần đéo dài. Em là trai OG vậy với tiếng anh rồi mà thuộc cái tầm gọi là thế giới này. Thôi trai OG vậy mới ghê, trai hay ghê. Ôi cái léo bỏ chạy
mà không có giày, cần đéo gì giày. Không có giày mà chạy hơn cả Lee Sin. Hơn cả Lee Sin nữa, giày ninja mới giá lịch sĩ. Rồi. Đâu, Penta đi. Hay hay. Hay. Hay, hay lắm. Băm, băm. Băm, băm. Băm, băm. Ồ, ghê. Băm. Hình như lộn bắn không chỉ mạng à, cái sao cái phát đó mà bắn nó yếu vậy ta? Mày mới có 70% hên xui. Mà nhìn sao ra 70% vậy? Cái gì? Tao có yên này. Cái gì? Mà nhìn sao ra tao phải 70%. 80. Còn nó có hỏi phát huy vừa rồi không chí mạng hay sao mà sao mà tao bắn nó 3 hit 4 hit mà nó không chết. Vô! Ôi nè, mẹ đồ cát. Chắc anh lì. Con trai ơi. Đợt mở nó. Sao đâu mà mình trẻ con là lừa. Chẳng qua hỏi chơi thôi. Hỏi đi, ví dụ như là mình còn trân trọng. Ví dụ như biết con trai là Điền U. Còn biết gái là chào bạn, mình tên là Thi. Năm nay mình Thi con cạc. Thi con cạc. Mình cũng có 19cm rồi. Vừa mới chào bạn mình là mình vừa chào bạn mình là Thi xong nó chát lại con Thi con cá. Trả lại mày liền. Đù, ép cậu đi của thằng rồi. Thi ơi cho mình xem cài đặt phím tắt, mình đâu có cài đặt phím tắt gì đâu, mình bấm mặc định mà, mình chơi mặc định mà. Các bạn nào mà BBM Facebook mình á thì bạn kiểm chứng là mình rồi thì các bạn cứ liên hệ phát cái số điện thoại đó mình để trên màn hình đó, bạn gọi điện gặp phát à.